phát hoảng với gái sinh Trung Quốc nói cứ lương 40 tệ qua Việt Nam được làm triệu phú. Ai nói sang Việt Nam không cần lo lắng về việc chi tiêu, ăn uống thoải mái mà không hết tiền. Xin chào các bạn thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam. Các bạn thân mến, mới đây mình xem được một video của một cô gái sinh người Trung Quốc tên là Tiêu Linh, một blogger Trung Quốc đã có một chuyến khám phá đến đất nước hình chữ S. Tiêu Linh đăng tải một video với tiêu đề mức lương trung bình ở Việt Nam là 40 nhân dân tệ một ngày. Giá cả ở đây hơi khó tin và nhận ra những sự thật mà bấy lâu nay mạng xã hội Trung Quốc đã nói dối về vấn đề chi tiêu ở Việt Nam. Cụ thể, bấy lâu nay Tiêu Linh cứ tưởng rằng ở Việt Nam cái gì cũng rẻ, cầm một ít nhân dân tệ sang Việt Nam là được làm triệu phú. Mãi đến khi tới tận nơi, Tiêu Linh mới ngớ người nhận ra sự thật quá cay đắng. Vậy sự thật đó là gì? Cụ thể chị gái này đã nói gì và ai đồn rằng Việt Nam lương thấp và cái gì cũng rẻ chỉ bằng 1/5 Trung Quốc? Tôi sang rồi mà có thấy. Bấy lâu nay mạng xã hội Trung Quốc đã nói dối về vấn đề chi tiêu ở Việt Nam. Cụ thể bấy lâu nay netizen Trung Quốc phản ứng hơn thua ra sao? Tất cả sẽ được trả lời trong video hôm nay. Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp nhé. Chuyện là mới đây, trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc, mạng xã hội lớn nhất nước này, mình đã bắt gặp một video của một chị gái blogger có tên là Tiêu Linh. Các bạn biết đấy, 40 nhân dân tệ chỉ tương đương 150.000 đồng Việt Nam. Trong video, Tiêu Linh đã kể lại những trải nghiệm của chị ấy ở Việt Nam hồi một tháng trước. Trước khi bắt đầu hành trình, chị ấy đã nghe nhiều người kể lại về đất nước Việt Nam, một quốc gia khá nghèo, lạc hậu, cũng được miêu tả là nơi có mức sống thấp, lương rất bèo nên giá cả cũng rất rẻ. Đến mức có nhiều người Trung Quốc hay khoe trên mạng rằng, chỉ cần mang số tiền nhỏ sang Việt Nam, thì tiêu hoài không hết và trở thành tỷ phú. Tiêu Linh đã chót tin những lời ảo tưởng đó và xách gói đến Việt Nam, trong tâm thế của một người giàu. Cho đến khi đến tận Việt Nam, Tiêu Linh mới ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa khi nhận ra sự thật. Trong đoạn video trên, Tiêu Linh chia sẻ đại khái như sau. Thu nhập hàng tháng của người Việt Nam chỉ ở khoảng 1.200 nhân dân tệ. Tuy nhiên, mức sống của họ lại chẳng thấp tí nào. Trung bình, một tô phở là 18 tệ, nó ngang ngửa với mức chi tiêu ở đất nước của chúng ta. Tuy nhiên, có người nói với tôi rằng những chỗ có giá cao chỉ dành cho khách du lịch, mức giá của người Việt bình thường rẻ hơn nhiều. Vì quá tò mò, hôm nay tôi sẽ đột nhập một khu chợ bình dân của người Việt xem giá cả ở đây thế nào. Nói là làm, ngay sau đó, Tiêu Linh đã mua một ly nước mía, ăn một ổ bánh mì để lấy sức và len lỏi vào một khu chợ dân sinh sâu trong phố cổ Hà Nội. Tại đây, chị ấy đã phát hiện những điều rất thực tế và cũng khá bất ngờ. Tiêu Linh nói giá mua rau cỏ, giá thịt heo và hải sản ở đây không hề rẻ, thậm chí còn cao hơn Trung Quốc. Chẳng hạn như giá của một ký cua đồng ở đây, cao gấp đôi mức giá mà chúng ta mua ở Trung Quốc. Điều tôi tò mò lúc này là làm sao người Việt Nam có thể sống tốt chỉ với mức lương trung bình khoảng 6 triệu đồng một tháng. Tại sao họ không hề căng thẳng mà ngược lại còn cảm thấy khá hạnh phúc? Những trải nghiệm này đã khiến Tiêu Linh có một cái nhìn hoàn toàn khác về Việt Nam. Nó quá khác so với những gì chị ấy đã nghe. Đó là câu chuyện mà Tiêu Linh đã chia sẻ trên video của chị ấy. Trải nghiệm thứ hai của Tiêu Linh là đi vào khu phố của người giàu ở Hà Nội. Tiêu Linh đã đi quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và thấy những ngôi nhà cao chọc trời cùng rất nhiều khu biệt thự sang trọng. Khi về đêm, khiến cô cảm thấy như đang ở một thành phố lớn và phát triển. Các quán cà phê, nhà hàng và cửa hàng thời trang sang trọng nối tiếp nhau, tạo nên một khung cảnh rất sôi động. Cô nhận ra rằng Hà Nội không chỉ có những khu phố cổ kính, mà còn có những khu vực hiện đại và xa hoa không kém bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới. Trong hành trình này, Tiêu Linh cũng đã trò chuyện với một số người dân địa phương và du khách. Cô nhận thấy người dân Hà Nội rất thân thiện và hiếu khách. Các du khách nước ngoài cũng chia sẻ rằng họ yêu thích không khí của thành phố này, đặc biệt là sự pha trộn giữa nét cổ kính và hiện đại. Những trải nghiệm này đã giúp Tiêu Linh có một cái nhìn toàn diện hơn về Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Cô nhận ra rằng, mặc dù có nhiều điểm tương đồng với những gì cô đã nghe trước đó, nhưng thực tế lại phong phú và đa dạng hơn nhiều. Những khu vực hiện đại, những con người thân thiện và một lối sống năng động đã làm thay đổi hoàn toàn ấn tượng ban đầu của cô về Việt Nam. Tiêu Linh kết luận rằng, để hiểu và đánh giá đúng về một quốc gia, không thể chỉ dựa vào những lời đồn đại trên mạng xã hội, mà cần phải trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận. Cô ấy đã cho chúng ta thấy rằng Việt Nam không hề nghèo như nhiều người vẫn tưởng. Giá cả ở đây không hề rẻ, từ giá các món ăn đến giá thực phẩm ở chợ đều tương đương hoặc cao hơn Trung Quốc. Không phải cứ cầm tiền Trung Quốc sang Việt Nam là có thể sống như triệu phú. Điều này càng được chứng minh khi cô ấy đi dạo quanh khu vực bờ hồ, nơi mà các ngôi nhà cao chọc trời và các khu biệt thự sang trọng giống hệt như ở châu Âu. Những trải nghiệm này thực sự đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi về Việt Nam. Bình luận của Trần Hạo Nam: cảm ơn Tiêu Linh vì đã chia sẻ chuyến đi đầy thực tế và chân thật này. Việt Nam không hề nghèo khó như tôi từng nghĩ.
Qua video của cô, tôi thấy rõ rằng mức giá cả ở đây không rẻ chút nào, thậm chí một số mặt hàng còn đắt hơn cả ở Trung Quốc. Khu vực gần bờ hồ ở Hà Nội thực sự choáng ngợp với những tòa nhà cao tầng và biệt thự sang trọng, khiến tôi liên tưởng đến các khu phố giàu có ở châu Âu. Rõ ràng là không phải cứ cầm tiền Trung Quốc sang Việt Nam là trở thành triệu phú, bởi cuộc sống ở đây cũng đòi hỏi một mức chi tiêu không nhỏ. Bình luận của Lý Thanh, video của Tiêu Linh đã làm sáng tỏ rất nhiều điều về Việt Nam. Thật bất ngờ khi thấy rằng giá cả ở đây không hề thấp như tôi tưởng. Một tô phở có giá 18 tệ, ngang ngửa với Trung Quốc, chưa kể đến những mặt hàng ở chợ còn cao hơn nhiều. Khu vực bờ hồ Hà Nội thực sự khiến tôi ấn tượng với sự giàu có và hiện đại, không khác gì các thành phố châu Âu. Điều này chứng tỏ rằng Việt Nam không hề nghèo khó và việc nghĩ rằng có thể dễ dàng trở thành triệu phú ở đây chỉ là ảo tưởng. Bình luận của Dương Hoa, chuyến đi của Tiêu Linh đã chứng minh rằng Việt Nam không hề nghèo và giá cả ở đây cũng không rẻ. Cô ấy đã cho thấy rằng, từ thực phẩm đến các dịch vụ đều có mức giá tương đương, hoặc thậm chí cao hơn Trung Quốc. Đặc biệt, khu vực bờ hồ Hà Nội với những tòa nhà cao tầng và biệt thự sang trọng đã thể hiện rõ sự giàu có, giống như ở các nước châu Âu. Thực tế này cho thấy rằng việc nghĩ rằng chỉ cần cầm tiền Trung Quốc sang Việt Nam là trở thành triệu phú hoàn toàn không đúng. Bình luận của Trịnh Khánh, qua chuyến đi của Tiêu Linh, tôi đã nhận ra rằng Việt Nam không hề nghèo như nhiều người vẫn nghĩ. Giá cả ở đây rất đắt đỏ, từ một tô phở đến giá các mặt hàng ở chợ. Không phải cứ cầm tiền Trung Quốc sang Việt Nam là có thể sống sung túc. Hơn nữa, khu vực bờ hồ Hà Nội thực sự là một minh chứng cho sự giàu có và phát triển, với những ngôi nhà cao tầng và biệt thự đẹp đẽ như ở châu Âu. Chuyến đi này đã giúp tôi hiểu rõ hơn về sự phát triển và tiềm năng của Việt Nam. Việt Nam đi chợ rất đông và đây là thực phẩm hàng ngày của họ. Có vẻ họ không thể áp lực gì gà là 20 nhân dân tệ mỗi bao. Ở Thượng Hải không đắt đến thế, cà chua có giá 4,5 lần. Trong khi cà chua và dưa chuột địa phương của chúng tôi chỉ có giá 1 nhân dân tệ, giá Việt Nam đắt quá. Người Việt lấy đâu ra tiền để mua? Vậy từ lâu tôi đã biết giá cả ở Việt Nam không hề thấp, sức mua bình quân đầu người ở mức khá. Thật ra, lý do rất đơn giản, họ không nghèo. Gia đình nào cũng tại gia ngầm, họ có đất đai kinh doanh và phát triển kinh tế cá nhân mạnh mẽ. Giá cả ở mọi nơi đều tỷ lệ thuận với thu nhập chung của người dân. Bạn nghĩ người Việt Nam thu nhập thấp nhưng sai rồi. Bạn đã nghe nói về mức lương 90 tệ một ngày ở Việt Nam chưa? Hiện nay, nhiều công ty có vốn nước ngoài đã vào Việt Nam. Một nhà máy lớn khác ở Đông Quản cũng đang xếp hàng để vào Việt Nam. Cả thế giới muốn đến Việt Nam, xây nhà máy và lương. Người Việt càng lúc càng cao. Mọi người trong cửa hàng Việt Nam đều biết nói tiếng Anh. Giáo dục ở đất nước này rất tốt. Có phải chúng ta đã hiểu nhầm nhiều điều về Việt Nam không? Những người bán rau ở Việt Nam đều nói được tiếng Anh, điều này thật tuyệt vời. Nhiều tỷ phú Trung Quốc không nói được tiếng Anh. Một người bạn của tôi cho biết, nếu ở Trung Quốc kiếm được 6.000 tệ, thì cuối tháng anh ấy vẫn còn 1.000 tệ. Nếu sang Việt Nam kiếm 10.000 tệ, thì cuối tháng anh ấy vẫn còn 1.000 tệ. Kết luận rằng Việt Nam cực kỳ đắt đỏ, nhưng chẳng hiểu sao anh ấy vẫn thích sống ở Việt Nam hơn. Nhưng về cơ bản, họ có nơi ở riêng và không phải trả tiền thế chấp, phải không? Họ vẫn thoải mái và hạnh phúc hơn người Trung Quốc. Chỉ có chúng ta là trầm cảm và bất hạnh vì áp lực nuôi nhà. Thực tế, lương của chúng ta cũng không cao. Ở Thâm Quyến chỉ 2.400 và ở Đông Quản là 1.920. Vậy mà nhiều người dám chê lương Việt Nam thấp. Một điều hiển nhiên là Việt Nam cởi mở hơn Trung Quốc. Điều kiện sống và chi phí sinh hoạt cao hơn nhiều so với các nước Đông Nam Á khác. Cùng với sự phát triển của du lịch, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng tăng lên qua từng năm. Không thể phủ nhận điều đó. Mức lương ở Việt Nam đã là 2.000 đến 2.500 nhân dân tệ rồi. Tôi đã thấy bảng lương của công nhân Việt Nam và có người lương còn cao hơn Trung Quốc. Thật sai lầm khi cứ nghĩ rằng Việt Nam nghèo. Mệnh giá lớn nhất ở Trung Quốc là 100 và mệnh giá lớn nhất ở Việt Nam là 500.000, tương đương hơn 140 nhân dân tệ. Tiền Việt Nam không hề thua kém như chúng ta vẫn nghĩ. Như các bạn thấy, có khá nhiều ý kiến đa chiều được đưa ra, bởi lẽ đây vốn là một vấn đề mà nhiều người Trung Quốc quan tâm từ lâu. 9 người thì 10 ý, mình tin rằng các bạn cũng có quan điểm của riêng mình về chuyện chi tiêu ở Việt Nam. Còn sau đây là suy nghĩ của kênh, các bạn thử nghe và góp ý thêm nhé. Ở đây chúng ta cần đặt ra câu hỏi quan trọng, chi tiêu ở Việt Nam rốt cuộc đắt hay rẻ? Vì có rất nhiều người nói nó rẻ, người lại bảo nó đắt. Xin thưa rằng, đắt hay rẻ còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuy tỉnh thành, tuy vào phân cấp, món ăn hay dịch vụ mà bạn chọn, rẻ cũng có, mắt đắt cũng có. Nói chung, Việt Nam phục vụ được. Hầu hết khách du lịch ở mọi phân cấp, nhìn rộng ra thế giới một chút, chi tiêu ở Việt Nam thật ra vẫn được coi là rẻ với những ai biết chọn lọc và biết cân đối. Đóng đếm, có số liệu chứng minh như sau, theo Numbel, cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới do người dùng trên toàn thế giới đóng góp về chi phí sinh hoạt,
chi phí sinh hoạt hàng tháng cho một người ở Việt Nam rơi vào khoảng 10.5 triệu đồng. Chi phí này thấp hơn nhiều nước trên thế giới. Nói cách khác, đắt hay rẻ, ít hay nhiều là tùy vào lựa chọn của từng gia đình. Nhưng có một điều mình dám chắc rằng người Việt Nam ta sống rất đủ đầy, không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc như một số bạn Trung Quốc nói. Nói về người nghèo ở Việt Nam, nhà nước luôn tạo điều kiện hết mức cho họ đổi đời. Đứa trẻ nào ham học mà gia đình khó khăn, xã hội và đất nước sẽ cư mang họ. Những nơi khó khăn cả nước đều hướng về, và những chuyến từ thiện diễn ra quanh năm suốt tháng. Từ đó, số phận của người nghèo đã thay đổi qua từng thế hệ. Còn với các gia đình bình thường, ai cũng biết cách tự kiếm thu nhập để cải thiện cuộc sống. Nói là lương trung bình 6 triệu một tháng, nhưng thực tế con số đó chỉ để tham khảo thôi, chứ không phản ánh hoàn toàn độ giàu có của người Việt. Nhìn chung, chi tiêu ở Việt Nam đôi khi cũng bất ổn lắm, nhưng điều quan trọng là chúng tôi biết vui biết đủ với cuộc sống đang có. Dù có thế nào, người dân Việt Nam có một thái độ trung dung, ôn hòa, biết tận hưởng cuộc sống, trong khi không quên lao động và sản xuất để phát triển mức chi tiêu của mình lên cao hơn. Các bạn có đồng ý với mình không ạ? Hãy bình luận bên dưới những quan điểm của bạn nhé! Đến đây thì chúng mình phải nói lời chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Đừng quên cho mình một like, một comment và đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.